Chào tụi con. Hôm nay ba dẫn tụi con đi chơi vui không? Dạ vui. Con chơi gì nè? Dạ con chơi tàu lượn. Còn con? Dạ con chơi xe đụng. Giờ chơi tàu lượn với chơi xe đụng cả buổi rồi, có đói bụng không nè? Dạ rồi. Dạ, vậy giờ tụi con muốn mẹ nấu món gì đãi tụi con? Dạ con muốn ăn. À con thích ăn món gà nướng. Nhưng con muốn ăn gà hấp với nấm, mẹ nấu món đó ngon hơn. À, gà hấp. Nhưng mà gà nướng ăn với sốt Bayona Azimayo ngọt dịu ngon lắm mẹ. Đúng rồi. Nhưng anh thích ăn gà hấp với nấm. Giờ sao ta? Con muốn ăn gà nướng. Gà nướng. Con muốn ăn gà hấp. Con muốn ăn gà nướng. Gà hấp. Gà nướng. Thôi con nhường cho em đi. Dạ không. Không chịu đó hả? Ý. Đi tụi con. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi cho nên nhất định là chương trình sẽ đem lại một món ăn khoái khẩu cho các bé. Do đó ngày hôm nay thì cô đã chuẩn bị sẵn những nguyên liệu, toàn là những nguyên liệu mà các bé thích ăn, nào là thịt gà nè, rồi còn nấm linh chi nữa. Và chúng ta hãy cùng vào bếp thực hiện món gà nướng nấm linh chi. Để thực hiện món ăn này thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 200g thịt ức gà, 200g nấm linh chi, nửa củ cà rốt, 2 cọng cần tây, bơ, hành tây băm, các loại gia vị thông thường và sốt mayonnaise Ajinomoto ngọt dịu. Giai đoạn đầu tiên là quý vị khán giả sẽ sơ chế các phần nguyên liệu rau củ. Nấm linh chi mua về thì chúng ta tách ra thành từng tay nấm nhỏ, xong rồi sau đó chúng ta rửa đi cho thật sạch, cắt bỏ bớt phần gốc nha Minh Châu ha. Kế đó đến phần cà rốt, cắt sợi phần cà rốt này. Cần tây thì bây giờ cô sẽ cắt xéo mà cắt nhuyễn nhuyễn một chút như thế này nè để cho nó mềm. Dạ. Kế đó quý vị khán giả sẽ cắt sang đến phần thịt ức gà nè. Chúng ta sẽ cắt thịt gà có cùng hình dạng với cà rốt và cần tây. Như vậy thì món ăn của chúng ta nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Thịt gà cắt xong rồi mình sẽ ướp nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, nửa muỗng cà phê tiêu. Kế đó là chúng ta sẽ ướp vào khoảng một muỗng canh hành tây băm, cho thêm khoảng một muỗng cà phê nước tương Phú Sĩ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt một cái chảo lên bếp. Cô sẽ cho một muỗng canh bơ vào nè. Đợi bơ tan chảy ra rồi chúng ta sẽ cho một muỗng canh hành tây vào. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là khi làm món ăn cho bé đó, chúng ta sử dụng hành tây để chúng ta phi như thế này, vừa vàng thơm, vừa tạo độ ngọt, mà đồng thời là hương của hành tây thì nó có cái hương rất là dịu, cho nên nó sẽ không bị gắt và các bé sẽ rất là thích ăn món ăn này. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta lưu ý điều này ha. Chúng ta sử dụng hành tây để phi cùng với bơ, giúp cho món ăn có vị ngọt dịu nè, mà cái mùi cũng thơm hơn nữa. Khi hành tây đã vàng thơm rồi, quý vị khán giả sẽ cho gà vào. Tiếp tục cho nấm linh chi vào, vì nấm linh chi cũng cần phải chín kỹ luôn. Sau khi mà chúng ta xào chín kỹ hai nguyên liệu này rồi, cô mới tiếp tục cho cà rốt vào. Chúng ta sẽ đảo đều phần cà rốt, cuối cùng bây giờ cho cần tây vào. Cô sẽ nêm thêm gia vị vào trong phần này nữa. Một muỗng cà phê nước tương, nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto, nửa muỗng cà phê tiêu. Trộn đều lên lần cuối cùng để cho gia vị thấm kỹ vào nguyên liệu. Rồi bây giờ mới tắt bếp. Chúng ta sẽ cho thêm một muỗng cà phê sốt mayonnaise Ajinomoto ngọt dịu vào. Và quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta phối hợp thịt gà cho chung vào với lại sốt sẽ giúp cho phần thịt gà sẽ mềm và món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ cho sốt mayonnaise Ajinomoto ngọt dịu vào trộn với thịt gà để giúp thịt gà mềm thơm và tăng hương vị nhé. Sau khi đã xào xong các nguyên liệu, quý vị khán giả sẽ cho hết phần nguyên liệu này ra một tờ giấy bạc. Kế đó chúng ta sẽ xếp phần giấy bạc lại. Mình phải gấp mí lại cho kín để cho phần giấy bạc lát nữa nước ở trong phần xào á sẽ không bị chảy ra. Và sau khi mà mình đã gấp mép kỹ lại như thế này rồi, quý vị khán giả sẽ lật ngược những giấy bạc lại. Và cô sẽ sử dụng một con dao nhọn, chúng ta sẽ rạch ra thành một cái đường hình chữ thập. Bây giờ cô sẽ gỡ phần giấy bạc này ra nè. Và bây giờ thì cô đã chuẩn bị một bịch sốt nè, chứ bắt những cái đường song song. Rồi, đẹp quá. Quý vị khán giả sẽ để lò nóng trước khoảng 15 phút ở nhiệt độ 200 độ. Và chúng ta cho phần gà nướng nấm linh chi này vào. Chúng ta lại tiếp tục cho vào lò nướng thêm 10 phút nữa. Đây. Nóng hổi, nóng hổi. Cảm ơn Minh Châu rất là nhiều. Chúng ta sẽ cho vào đĩa nè. Dạ. Bây giờ chỉ việc để một nhánh hò rí vào nữa là xong. Và bây giờ cô sẽ lấy một phần nhỏ để cho Minh Châu thử ha. Dạ. Em cảm ơn cô ạ.
hấp dẫn quá à. Ngày hôm nay là ngày của các bé nhưng mà Minh Châu lại được cô Diệu Thảo tặng cho một món ngon như thế này, quả thật là cảm thấy rất là vui mừng. Và quý vị khán giả thân mến, các em nhỏ thân mến, món ăn này chắc hẳn sẽ là một món quà rất là ý nghĩa dành cho các bé đây. Bởi vì ngày quốc tế thiếu nhi mà chúng ta được nhâm nhi một miếng gà mềm mềm nè, thơm thơm nè, rồi có vị béo nhẹ, ngọt ngọt của súp maizena ajimayo ngọt dịu nữa chứ. Khi mà ăn kết hợp với nấm linh chi và cả cần tây nữa thì các bé sẽ cảm thấy rất là thích thú. Chúc cho tất cả các bé sẽ có một ngày quốc tế thiếu nhi thật nhiều niềm vui bên ba mẹ và người thân của mình. Và các bé nhớ là phải chăm ngoan học giỏi, vâng lời ba mẹ nha. Để như thế thì ba mẹ sẽ làm những món ngon cho các bé thưởng thức. Còn các bậc phụ huynh thì như thế nào? Nếu như mà chúng ta muốn có thêm thật nhiều công thức để nấu những món ngon cho con của mình thì quý vị nhớ thường xuyên ghé thăm website mongonmotngay.com và thường xuyên theo dõi chương trình quý vị nhé. Hoặc tìm từ khóa món ngon một ngày để đến trang web của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi luôn luôn đón chờ những ý kiến đóng góp cũng như những yêu cầu của quý vị thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083 823 7557. Còn bây giờ thì cô Diệu Thảo và Minh Châu phải nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị rồi. Một lần nữa xin chúc một ngày quốc tế thiếu nhi thật nhiều niềm vui.